mình đi bắt ốc với mình đổ vớn về mình nấu bữa bên chiều ha cả nhà. Cả nhà cùng theo chân của mình đi cả nhà. Bây giờ tới cái vớn này cả nhà ơi. Nếu nó kẹt ở đây luôn rồi. Mình đổ cái vớn này có gì không đây không biết ha. Không gầy mình chưa có lên đổ. Ở đây giống như đi gừng vậy. Quá trời cây cối luôn. Như đi gừng. Đó, đây bị. Dê mà đi đậu ma mà dê lại cho lấy cả hàng hộn không? Cái nhà mình như đi gừng vậy đó. Lâu lắm rồi không có đổ mà bữa nay lên coi. Tình hình đó là sao có không ai không biết nữa. Hai về chiều ra ăn thu quẹt đấy không biết. Rồi thắt thu rồi cả nhà ơi. Rồi được mấy gốc bu. Mấy tép. Bại gì cả nhà ơi. Chừng nắm tép hả. Đây. Đây nè cả nhà ơi. Cái này mình còn cái lợi nữa mà. Cái nào rồi các bạn ơi. Ông bà cô chú cho các bạn đi. Chào đây nè, còn không biết dính không đây nè. Chắc không dính. Rồi được con thất bại nữa rồi cả nhà vậy các bạn ơi. Thất bại nữa được mấy con ốc nữa chứ bữa nay chiều nay chắc số con ốc quá. Thất bại rồi nha thất bại. Đây mình đặt lại đây nữa. Cái chậu cây mình lại đặt cây mình lại. Như chăng cái đường mương này ngon lắm à. Mà không vô. Dạ, bây giờ rồi giờ mình tiếp theo cái còn cái vớn cuối cùng nữa các bạn ơi. Không phải là ăn ốc luôn rồi đó. Bây giờ mình đi nướng nhá bạn ra. Đây nè cả nhà ơi. Còn cái vớn này đây nè. Không biết dính không. Không biết dính không đây. Toàn vô mình. Ở cái đầu này ra. Nè con, té rồi con. Đừng nghĩ đó để mày nghĩ. Không có con gì đâu. Chắc có. U cá nhà ơi, dính con cá. Cá nhà ơi. Qua con qua đây, qua đây mày dẫn. Được hai con cá nè cả nhà ơi. Được hai con cá nè cả nhà ơi. Con phải nói là ông bà cô chú ơi, con được hai con cá. Hai con cá ngon quá cả nhà ơi. Hai con cá ngon á ông bà cô chú ơi. Con này là con cá chê không? Ơ nó chích chích cá chê cá chê cá chê. Cá chê chích ạ. Cả nhà ơi coi nè. Con cá dày. Xách chị nhảy nha con nhảy nha. Mừng quá trời. Đâu dán được cá dày. Con cá chê vàng. Cả nhà ơi cá chê nó vàng con này à. Quá trời ngon luôn. Chừng chích nha con, chừng chích nha. Rồi ốc nữa. Ốc nữa cả nhà ơi. Rồi để mình cuột lại. Với được con cua nhỏ nha cả nhà. Mình cuột lại để thả con cua ra. Để con ra con hơi cho mẹ để lại. Quá trời cả nhà ơi, tưởng con ăn khô khô quẹt rồi. Đấy cái vớn này hên đi chăng cái đường mương này. Nãy cái là kia nó không dính đâu ạ. Là kia đi im quá trời con vẫn không vô. Đây. Rồi. Xong cái nhà mẹ bay qua đây. Bay qua đây. Còn cái giờ này nó dính nha. Cái nhà.
Rồi bây giờ có cá rồi mình sẽ đi nhổ mớ cù nèo với bông súng nha cả nhà. Vô mình nấu cơm chiều. Đây là cù nèo nha cả nhà, qua các bạn. Cù nèo nè cả nhà ơi. Cái này có cầm chưa mà? Đây con ở đây nha. Không cầm chứ. Cầm đi. Để xuống đây mà nhổ chỗ này. Ồ ngon quá trời cả nhà ơi. Đây nè con. Đây. Đây 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 nè, đây này nó lội rồi mày nhổ mình xuống luôn. Cho mẹ cầm cái thịt. Này. Đây này nhổ mình xuống. Ngọc à. Ngọc à, đi theo mẹ để cá đi con, để cá đi. Đây. Dạ còn sợ người ta xách cá đi nữa. Thiệt tình. Mẹ nết con á, sợ quá. Cam chín nè, để về nó mình mở nước cam uống Ngọc lên. Quậy nước cam uống không? Ừ. Mẹ mấy bụi bông xuống bên kia nó cơ mẹ rồi. Mẹ lội mẹ hái bụi đó về, nhổ bụi đó về. Mẹ con mình nó bên chua á. Ui, mẹ nấu bên chua. Mẹ lội đi mẹ. Lội đi nhổ. Đó thì sao nước lên xuống nó non. Cả nhà ơi, nhìn con súng ngon nè cả nhà. Quá trời luôn. Ừ, nó ngon cả nhà ơi, coi nè. Đi nhỏ nó đi. Quá trời ngon luôn. Tại về hai mẹ con mình nấu canh chua. Ừ, về nấu canh chua cái chứ. Quá trời ngon cả nhà ơi. Nhỏ hết bụi đó. Quá trời nhỏ hết bụi luôn. Với cái kia nó cơ mà. Rồi, quá ngon luôn. Trời ơi, ngon. Nè nè Ngọc, con xách lên đi mẹ, mẹ nhổ thêm vài cọng cù nèo. Này cù nèo non quá trời cả nhà ơi. Còn dưới nước non rồi nè. Này có mấy cọng rau muống nè cả nhà. Nó muống gì nó con chua. Ở nhà quê mình hái có gì ăn mấy. Chứ mua hoài cũng không có tiền mua cả nhà ơi. Quê mình lại vậy. Màu dinh đơn bụi cù nèo lên luôn, chắc chỉ lên luôn chồng số. Rồi đó, như đây là đủ mình ăn rồi cả nhà. Đổ à. Rồi thôi cả nhà theo chân mình vô làm cơm nha. Nha, cầm giùm con. Dạ cả nhà ơi, nãy mình đi thăm lưới vô rồi mình mằn cá xong luôn rồi nè cả nhà. Mình được con cá chê, con cá dày với con chê vàng. Mình mằn đây mình lấy cái đầu cái đuôi mình nấu nồi canh chua. Mình có hái mớ rau nè cả nhà. À, bông súng với cù nèo giờ để mình lặt mình rửa gọi đó cả nhà. Giờ mình lặt ra. Ngọc lặt đi con. Con lấy cái này nè con lặt đi nha. Con lặt con để bên đây con. Nè con ngắt gì để bên nha. Mẹ đi mà đi bắt nước lên, mẹ nấu canh chua. Chiều giờ làm cơm chiều á. Mẹ hãy cho cái đầu nha. Nó lại cho cái đầu. Con lặt gì đi ha. Mẹ đi làm cái. Nói mình lội mình hái được mớ con súng với rau muống với cù nèo nè cả nhà. Mình nấu nồi canh chua. Còn cá khứa thì mình khô. Rồi Ngọc lặt đi nha. Mẹ đi lấy cái nồi bắt nước lên. Lặt vậy rồi chứ mà. Ừ con lặt vậy đó. Giờ mình múc miếng cơm mẻ cả nhà ơi. Ra mình đánh để mình nấu canh chua cơm mẻ.
con súng với cồ nèo thì mình nó có mẻ nó ngon hơn. Cả nhà nó lâu lâu nóng lắm, nó nóng được cái nhắc xuống kịp cháy luôn. Nhà bên đây nước sôi kìa, mình đi vô đây tí muối cho ngồi cơm mẻ. Cái này canh chua cơm mẻ mình không có niêm bột ngọt cả nhà, niêm bột ngọt hồi lớn lớn lỡ không biết đường niêm, mình không có ăn bột ngọt, miếng đường. Bỏ vô đây trước mà rau mọ mà để đây trước cho nó thơm nước chứ. Rồi nước sôi nè cả nhà, mình thả cá vô, mình lấy hai cái đậu cá chê vàng với cá lóc, mình với cá dày để cái đuôi mình nấu canh chua. Bên đây nó đãi rồi nè cả nhà, mình lấy cái này mình kho, mình chừa lại khứa nè cả nhà, mình kho khứa cái chia vàng với khứa cái lát mình kho khô. Xào cho nó săn lại, mình chế đường nước mắm bột ngọt này vô. À, mình thích ăn bột nước màu mà Thắng chưa vừa ăn tới đâu Thắng tới đó rồi nè cả nhà. Cho vô một tí bột ngọt, dặn vô chút đường, mình ướp ra cái cả nhà ơi, cho thấm đều ra cái mình chế nước mắm. Cả nhà mình thả cá vô sôi nè, về vớt bọt cả nhà, thơm quá cả nhà ơi. Cho nó sôi dài dạo cho cá chín để mình để rau vô. Để mẹ vớt bọt cá luôn, cá kho chảo, cá kho mấy khứa này mình kho nè.
sôi nè cả nhà, mình để rau vô. Nó một nồi canh chua siêu to khổng độ luôn. Quá trời ngon cả nhà ơi. Mình để vô miếng hành nè cả nhà. Này vừa ăn cả nhà. Nấu canh thì mình cho thêm tí nước mắm ngon gì nè cho nó nêm vô cho nó đậm đà chút nè cả nhà. Dao mình sắc mình để vô trong múc rồi để vô cho thơm cả nhà, bỏ vô trong nồi mới, bỏ vô đây mới cả nhà, xong rồi đó cả nhà. Đó, mình trộn cơm cũng chiều rồi cả nhà ơi, mình múc canh cho mình dọn cơm ăn cả nhà ơi, quá trời đói rồi, ngon quá trời ngon. Để miếng này vô. Con mẹ ông bà cô chú và các bạn ăn cơm. Cả nhà ăn cơm nha. Cả nhà ăn cơm cùng gia đình mình với cả nhà. Canh chua cơm mẻ nấu với bông súng và rau muống và cá lóc đồng luôn nha. Cá khô khô nữa là ngon hết sảy luôn. Ơi, rửa cái cho con. Con cá gì? Cá lóc. Cá lóc ha. Tình Trương nha, Tình Trương nha. Nè cá lóc khô ngon lắm nè. Đây mua mía đó để mà để trắng miệng cả nhà. Thích ăn mía. Nó quá ngon cả nhà các bạn. Đây là ngon quá nha. Quá sang ngon. Con chua ông súng mà với cá lóc đồng là còn gì bằng. Cá này kho rồi con. Giá này mày gửi. Đây chưa đưa giúp vào cả nhà. Ngày xưa nha con. Này nữa nè con. Con đổ gì vậy? Đựng cơm giùm con anh. Múc cẩn thận đó con. Ra đi ngồi ấy. Con ngồi. Mẹ con uống nước. Con nước hả? Dạ anh đút con uống miếng không? Con ngồi luôn cả nhà. Con chua con mẻ nữa. Anh kêu con mẹ mẹ làm ngon chút mà. Trúng bài luôn à? Trúng bài luôn á cha. Nè có muối ớt nè, anh là chấm muối ớt nè. Có muối ớt nè, con trúng nè ha, rồi rau muống nữa. Còn gì bằng nữa. Ngọc ăn hết không được rồi, chấm muối khóa luôn con. Sao rồi? Ngon lắm nha các bạn. Sùng chấm nước cá con khô này ngon lắm. Để ở trong cái
đầu gỡ được cái gò má thôi. Ừ, cái đó vậy đó. Ừ. Thường xương con mắc lỗ hay con? Con cái đầu. Chàng vô. Vô ngon quá. Mới che mặt nổi mặt. Bây giờ em che hết hết. Vừa ăn luôn. Ngon quá nha bạn. Quá ngon cả nhà. Quá ngon luôn. Con hợp cá là tôi chưa rồi con. Nói thật không? Mình bỏ cho con. Việc gì mà ăn vậy nó vui. Vui không? Canh chua cơm mẻ, con súng, cá lóc đồng. Gà muống. Chưa tưởng đâu gia đình mình là khu quẹt rồi. Hên đi chúng đi dám cuối cùng dính được cá chị vàng với cá dày. Mời con gao. Con gao nào? Này ha. Quá ngon cả nhà. Quá ngon nha các bạn. Con ăn cá nữa không? Mày gỡ cá. Con còn cái đầu. Cá dày nữa bạn. Cả nhà. Cá dày chà bá luôn. Như này cái dày là thịt là nhiều hơn cá lóc nữa. Hồi nãy hai mẹ con mình đi dỗ chớp mà hai là cứ ăn cơm hoài rồi, may là có cá dậy với cá chơi. Quá nha các bạn. Nhiều quá. Bóc cá vào con. Tìm chén này nghe cả nhà. Đói hả? Làm hai ba chén hết là cơm cũng hay ha. Quá ngon. Ao cơm cũng ngon luôn. À, con biết giờ hết chén này xong này con biết chà ăn cơm rồi mẹ ăn cho hết luôn. Hương chán hả? Cá mình chìm đây. Đó dễ hơn ạ, cho anh chua ngon hả con? Nhìn nhìn đi cha. Ừ. Nhìn chua ngon quá ngon. Chăn hả con? Đó nó. Này, cái nó. Chả hả? Để chấm đi con. Cơm chưa ăn cơm? Ngon lắm nha bạn. Chảo cá này phô phô ngon không? Ngoan ngon. Cơm chưa? Dạ cũng ngon. Mà mình quên. Ôi mình đã ngon. Ôi mình không có gì ăn gì hết. Còn không có đồ ăn chạy ruộng hái mới cùng nè bông súng rồi cũng ăn được bữa. Mùa mấy ngày lại cũng ăn. Ngập cho nước nữa không? Như quê mình dễ sống lắm cả nhà. Ở thành phố đồ người ta còn kiếm rau đồ mua đồ mình không có đâu. Gà bờ hái.
bà. Ngọc ăn ngon quá, Ngọc ăn vậy là tối nay Ngọc phải uống sữa hả? Thấy ghê mà. Chị bắt cỡ nha con. Mình đi ruộng mới vô nha cả nhà. Vô gặp cả nhà ơi, mình thích ăn cơm là cái ăn mía nha cả nhà. Mẹ không có ăn nữa. Chơi. Đi ruộng mới vô có gặp canh chua là dễ nuốt nha. Dạ, hai cá. Cá hả? Cá. Đổ con anh. Tìm chén nè cả nhà. Tại vì mình đi mới đi làm vô, buồn vô rồi mình không kịp thay nó bụng quá đủ. Quá đó là thấy canh chua cá cô nó ngon quá. Và mình á ăn luôn. Ngồi tắm sao. Chưa nha con. Đàng hoàng con chưa mắc cổ nha con. Khổ à. Bố ngon nghe các bạn. Chưa á. Lửa hết chưa chưa? Mẹ không muốn xuống nữa nè. À mẹ bỏ cho. Ừ. Ăn chén này cho thôi à, quá no luôn. Thôi con ăn chén này con thôi luôn à, quá nè. Dạ phải không? Mất cổ nghe con. Tôi đoạn cái lóc không có thịt kìa. Ngon quá trời, nào bữa nay ngon quá trời ngon. Con thấy mẹ làm có hà, con có thấy mẹ ăn một chén rồi nghỉ à. Mẹ no. Mẹ thích ăn mía hả? Con lắm, con với cha ăn ba chén. Ở nhà ơi, sớm mình đi cuộn đổ vớt đi về mình nấu cơm đó, mình tưởng lâu là mình không có đồ ăn đó, mình đổ được con cá dày với con cá chê vàng, mình về mình nấu canh chua ăn mới còn mới mình khô khô mà ngon quá cả nhà ơi. Thôi giờ mình chào tạm biệt cả nhà nha, hẹn gặp lại cả nhà trong ngày bữa sau làm video sau ha. Tạm biệt cả nhà. Tạm biệt cả nhà.